phân tích không rõ. Này có kể, vào vườn người ta hái trộm đào, mận thì ai nghe thấy cũng chê cười. Quan bắt được tất trừng phạt. Tại sao vậy? Tại người ấy làm điều bất nghĩa, lấy của người để làm lợi cho mình. Kẻ vào nhà người ta để bắt trộm gà, vịt, chó, lợn, so với những kẻ vào vườn để hái trộm đào mận thì lại là bất nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy? Tại lấy của người càng nhiều thì bất nhân càng to, tội càng nặng. Kẻ vào chùa người ta ăn trộm trâu, dê, ngựa, so với kẻ vào nhà người ta ăn trộm gà, vịt, chó, lợn thì lại càng bất nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy? Tại lấy của người càng nhiều thì bất nhân càng lắm, tội càng nặng. Kẻ giết người lương thiện, ăn cướp của cải đồ đạc của người ta, so với kẻ vào chuồng ăn trộm trâu, bò, dê, ngựa thì lại là kẻ bất nghĩa hơn nữa. Tại sao vậy? Tại giết người lấy của, bất nhân to lắm, tội càng nặng lắm. Giết một người là một điều bất nghĩa, tất phải chịu một tử tội. Cứ lẽ ấy mà nói rộng ra, giết 10 người tất phải chịu 10 tử tội, giết 100 người tất phải chịu 100 tử tội. Này những kẻ làm điều bất nghĩa nhỏ mọn tầm thường như nói trên thì biết chê cười. Đến những việc bất nghĩa thậm tệ như cướp nước người, tàn sát sinh linh ức hàng ức vạn, thường khi thiên hạ không biết chê cười lại còn ùa theo và khen ngợi cho là nghĩa và ca tụng ghi chép công đức. Như thế thì còn có gọi là biết phân biệt nghĩa với bất nghĩa hay không? Kẻ nào lúc thấy đen ít thì bảo là đen, lúc thấy đen nhiều lại bảo là trắng, thì ta cho kẻ ấy là người không biết đen với trắng. Kẻ nào nếm đắng ít cho là đắng, lúc nếm đắng nhiều cho là ngọt, thì ta cho kẻ ấy là người không biết phân biệt đắng với ngọt. Thiên hạ bây giờ phân biệt phải trái hay lầm lẫn lắm. Lời bàn: tác giả vốn là một nhà khiêm ái nên cốt ý muốn công kích sự tranh đoạt mà khuyến khích người ta không nên hại lẫn nhau. Vì đã có ý hại nhau, tất chiếm đoạt của nhau, đều là có bụng tổn nhiều để cầu lợi cho mình cả. Cho nên, muốn viện lẽ gì để buộc tội ác cho người ta mà mua tiếng hay cho mình thì cũng là bất nghĩa, đáng chê cả. Thế mà ngán thay cho thiên hạ đã không biết chê thì chớ, lại còn theo, còn khen. Thực có khác nào như nối giáo cho giặc để tâng bốc thúc đẩy những kẻ làm điều bất nghĩa lên không? Kẻ làm điều bất nghĩa thường vẫn sợ dư luận của thiên hạ lầm lẫn đến thế, thì điều bất nghĩa ở đời càng mạnh, thật là ác hại càng tăng. Biết bao giờ nhân tâm biến đổi mà ai nấy cùng được hưởng một cuộc hòa bình. Kể từ đời Mặc Tử đến giờ, xa cách bao nhiêu thế kỷ mà nhân loại đã muốn nuốt lẫn nhau, kẻ khỏe hiếp kẻ yếu, kẻ khôn lừa kẻ ngu, kẻ lớn nạt kẻ nhỏ, số nhiều lấn số ít, xâu xé nhau, tranh cướp nhau, tàn hại nhau. Thực là đắm đuối trong các điều bất nghĩa, đáng thương, đáng than thở lắm thay.